em chào cả nhà nha em là mỹ lệ cuộc sống đài loan hôm nay em điệu điệu nè em tự làm cái lẩu hải sản em chia sẻ cho anh chị xem nè cái bông cải này nó bự nè mùa đông á, bông cải với bắp cải ở đài loan nó rất là tươi nên em làm cái clip này á, là để chia sẻ cho anh chị xem có một chị ở mỹ về á, ở ghế đài loan ăn được cái lẩu hải sản chị nói là ở mỹ nó không có bán cái lẩu hải sản mà rau tươi như vậy nên công thức nấu thì nó cũng rất là đơn giản Bây giờ em nấu em chia sẻ Nếu chị em nào thấy nếu mà ở đó Ở Mỹ mà không có bán Thì mình tự mua rau gác về với đồ biển về mình tự chế biến nha Em chế biến cái này thì nó công thức rất là đơn giản luôn Nên ăn nó rất là ngon Em thấy là em làm thì không biết nó có ngon hay không Nhưng mà em trang trí thì em nhìn rất là hấp dẫn Giờ thì em xào thịt nha xào thịt xong cái em nấu hồi nãy là em nấu củ cải trắng em nấu nước súp xong rồi bây giờ em xào thịt xong cái em đổ nước súp vào đổ nước súp vào xong rồi đấy là em sẽ chuẩn bị nước súp này là em đã nêm nếm rồi xong hết rồi giờ thì công thức là bỏ những cái rau củ mình thích ăn rau củ nào thì mình chế biến rau củ đó ở chợ và siêu thị đều có bán hết bây giờ là bông cải mình bỏ vô trước tại vì bông cải nó cứng nên là bây giờ bỏ từ từ vô nó sẽ chín từ từ cái cái nồi lẩu mình nó rất là ngon ok luôn qua Đài Loan rồi ai cũng vậy cuộc sống bôn ba cả ngày nhiều khi cả tuần không có ăn được cơm mình tự nấu ăn cơm hộp không thì nó cũng ngán mình tự mua về chế biến một cái lẩu ngồi mình thưởng thức và trải nghiệm một lần để mà cho nó rất là vui nhà vui cửa nữa nhiều khi gia đình ăn ở ngoài xong cái cả ngày á nhiều khi cả tuần không có gặp mặt con em thì em tự nấu như vậy em mới có được cùng con ấy, là ở nhà ăn cơm nhưng mà nấu một hơi của một mình anh em ăn chứ có ai ăn có một người chị làm với em ăn thôi gia đình em tối tối về mới ăn được bây giờ nấu sẵn để đây rồi cái tối con em về thì nảnh đứa nào nó ăn gì đấy em á thì nấu không có ngon nhưng mà em xuyên nấu lắm bởi em á là bên đài á em có cái món nào mà lạ lạ và món nào em ăn em cảm thấy ngon em sẽ về em sẽ chế biến ra em sẽ chia sẻ cho anh chị xem và anh chị nhớ ủng hộ kênh cho em nha những cái món đài loan đó là món này là món đặc sản lắm à, là món những cái quán ăn đó là rất là đắt nha mùa đông này đó, người ta phải xếp hàng đấy nhà mà có con nhỏ mình nấu như vậy cũng tiện và con nó cũng sẽ thích ăn lắm nếu mình có bún mình sẽ để bún trụng vô thêm ngon lắm và có một người chị làm á là tăng ca nên hôm nay hai chị em ăn cơm em ăn á thì rau á thì em thích ăn rau tươi của mình như vậy mình trụng vô thì nó sẽ ngon hơn và nó sẽ không có một cái mùi vị gì nó khác hết mình không cần phải nêm bột ngọt nha cái này nó đã ngọt sẵn rồi bởi em thường thường á là đi ăn những cái món nào ngon cái em lấy kinh nghiệm về em chế biến ra là em nấu bởi em không có xiên nấu cơm nhưng mà em thưởng thức á là thấy cảm nhận như là nó có ngon thì em sẽ chia sẻ cho anh chị xem anh chị nào thích kênh của em á thì nhớ đăng ký và follow cho em và nhớ chia sẻ cho bạn bè đồ xem tặng em có cái động lực á em thường thường quay quy giáo đó, cho cả nhà xem ở đài loan cuộc sống thì nó cũng không có giống việt nam mình ăn uống thì nó cũng khác và cuộc sống á là nó đều khác nhau hết nhưng mà món ăn của đài loan á nếu mà anh chị nào tìm hiểu á, thì ăn nó sẽ có rất là dinh dưỡng cho sức khỏe mình nha nếu phụ nữ mà người già nhức mỏi thì mình ăn lẩu hay là ăn gà nấu gụ hay là ăn gần thì nó sẽ ấm đừng có ăn canh chua nhiều nếu ăn canh chua nhiều thì nó sẽ nhức xương nha em mà ăn canh chua là em sẽ bị nhức ban đêm em không ngủ được Vậy em thường thường á là nấu canh của đài em ăn chứ còn canh chua đồ là một tháng hai tháng em mới ăn một lần chứ em cũng không có ăn thường nữa nên á em cũng mong rằng anh chị em là thích những cái món của đài của em chia sẻ nha nếu mà anh chị nào thích rồi thì nhớ ủng hộ cho em thường thường nha rằng em có động lực em quay video thường xuyên cho anh chị xem em cũng muốn giữ chân cho anh chị để mà xem video của em nhưng mà em á thì lúc trước thì không có thời gian nhưng bây giờ em cũng nhính thời gian ra để mà em quay clip thường xuyên và tìm hỏi những cái món ngon của đài loan và đi những nơi mà chùa nào đẹp á em sẽ chia sẻ hết cho cả nhà xem Giờ thì em cũng xin chào tạm biệt anh chị cái quy giáo này nha. Giờ thì em cũng bye bye cả nhà, hẹn cả nhà quy giáo lần sau.